Xin chào quý vị và các bạn ạ. Em tên là Thanh, đại diện bán hàng máy sút đặt là Lê Man tại Việt Nam. Số điện thoại liên hệ là 0981 345 595. Đây em xin phép giao chiếc máy sút lật mang nhãn hiệu Lê Man cầu 1-2 khối về quê hương Lạng Sơn. Dù chiếc máy cũ của khách hàng là chiếc máy mới, một chiếc máy to hơn. Khách hàng vừa lấy về là mang đi xúc cát luôn, về xem trực tiếp ạ. Em này, bên em có chương trình thu xe cũ đổi xe mới với anh nhé. Tạm biệt em. Dạ vâng, tạm biệt chiếc sút lật cũ và một chiếc sút lật mới to khỏe hơn. Dạ vâng, quý anh xem trực tiếp ạ. Công suất máy 76 nhé, bản 2021 nhé. Xe là tháng 7 năm 2021. Đây, em tiếp luôn. Rất là cân bằng, chắc chắn. Rất là nhẹ nhàng, quý anh xem. Đấy.